Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tấn công tên lửa drone khắp Ukraina 2 ngày liên tiếp. Ngày 26 tháng 8, Nga bắt đầu cuộc không kích lớn nhất từ trước tới nay vào Ukraina. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục trong ngày tiếp theo 27 tháng 8 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Theo thông tin từ các quan chức địa phương, hai người đã thiệt mạng khi một khách sạn tại thành phố Kriviri, miền trung Úc, Ukraine, bị san phẳng. Thêm hai người nữa thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại thành phố Zaporizhia, phía đông Kriviri. Hệ thống phòng không của khu vực Kiev đã được triển khai nhiều lần trong đêm qua và dạng sáng nay 27 tháng 8 để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone từ Nga. Theo các nhân chứng của hãng tin Reuters, đã có ít nhất 3 đợt nổ lớn được ghi nhận tại Kiev vào đêm 26 tháng 8. Trước đó cùng ngày, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc không kích của Nga là tàn bạo và vô nhân đạo. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Washington cho biết có khả năng Moscow thiếu khả năng sản xuất quốc phòng để duy trì những cuộc tấn công lớn với tần suất tương tự. Nhiều blogger quân sự Nga, bao gồm nhóm Raiba đã gọi các cuộc tấn công này của Moscow là một hành động trả đũa cho cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy kể từ sau Thế chiến II. Điện Kremlin đã xác nhận sẽ có hành động đáp trả cho cuộc tấn công của Ukraine tại vùng cơ sức, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Trong khi đó, quân đội Nga tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở biên giới nhưng chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine. Một số báo cáo trên kênh Telegram cho hay lực lượng Ukraine đang cố gắng tràn qua biên giới Nga thông qua thành phố Bengozot ở phía nam. Kênh Telegram mass thông tin khoảng 500 quân Ukraine đang tấn công hai trạm kiểm soát tại Nekhothay FK và Sebekino ở Bengozot và các trận chiến đang diễn ra ác liệt ở cả hai khu vực. Bengozot giáp vùng cơ sức, nơi quân đội Ukraine đã tấn công chớp nhoáng kể từ ngày 6 tháng 8. Ukraine tiết lộ lý do chưa từng công bố về chiến dịch đột kích cơ sức. Ukraine thừa nhận, một trong những lý do Kiev mở chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk ở Nga là khắc phục hạn chế về năng lực tấn công tầm xa. Sự hiện diện thực tế của lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk và những nỗ lực tích cực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Nga trên lãnh thổ của mình cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt về năng lực tầm xa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm hôm 26 tháng 8. Ông lưu ý, những khu vực mà Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine chủ yếu là không phận của tỉnh Kursk và Bengozot, các khu vực biên giới khác của Nga, vùng biển Biển Đen và bán đảo Crimea. Mỗi cuộc tấn công này đòi hỏi chúng ta đáp ứng nhu cầu cung cấp cho lực lượng phòng vệ đủ vũ khí tầm xa để có thể nhắm vào các khu vực đối phương triển khai tấn công chúng ta. Đây là chiến thuật tối ưu và chúng tôi mong đợi những quyết định từ đối tác về việc hỗ trợ Ukraine cải thiện năng lực tầm xa, ông Zelensky nói. Kiev liên tục kêu gọi phương Tây nới lỏng hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 26 tháng 8 cho hay, Tổng thống Zelensky nhiều lần đưa ra đề nghị như vậy cả bí mật và công khai. Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận riêng với Ukraine về khía cạnh đó, song hiện tại không có bất cứ thay đổi nào trong chính sách của Washington liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ. Washington cũng coi cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk không vi phạm chính sách đó. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc đột kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn hai năm. Sau ba tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ, tiến sâu hàng chục km vào lãnh thổ Kursk. Chỉ đến gần đây Kiev mới cập nhật các bước tiến cũng như mục tiêu của chiến dịch tấn công này. Tổng thống Zelensky hôm 24 tháng 8 nói, chiến dịch tại Kursk đã giúp ngăn chặn việc Nga kiểm soát thủ phủ Sumy và tỉnh cùng tên của Ukraine. Tôi không thể tiết lộ toàn bộ mục tiêu và kết quả của chiến dịch này, nhưng một trong số đó là bổ sung số tù binh Nga để có thể trao đổi binh sĩ Ukraine với Moscow. Ông nhấn mạnh, tôi hy vọng rằng tất cả các mục tiêu tại Kursk sẽ đạt được. Mục tiêu của chúng tôi còn để cho Tổng thống Vladimir Putin thấy việc kiểm soát lãnh thổ Ukraine hay bảo vệ người dân Nga quý giá hơn. Trước đó, một số lãnh đạo quân đội Ukraine cho biết chiến dịch Kursk nhằm buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi mặt trận miền Đông, nơi phòng thủ của Ukraine đang bị kéo căng trước các đợt tấn công dồn dập của Moscow. Ngoài ra, họ tiết lộ chiến dịch Kursk nhằm lập một vùng đệm bảo vệ cho người dân các vùng biên giới Ukraine khỏi làn sóng tấn công của Nga. Theo các nhà phân tích, với đợt tấn công này, Kiev có thể muốn cải thiện vị thế trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào với Moscow. Tuy nhiên, ông zelensky khẳng định đây không phải là mục tiêu của chiến dịch về phía nga giới chức nước này gần đây tuyên bố cuộc đột kích đã đặt dấu chấm hết cho triển vọng đàm phán ngừng bắn giữa hai bên người phát ngôn điện kremlin hôm qua nêu rõ những hành vi thù địch như vậy không thể để tiếp diễn mà không có phản ứng thích đáng ông nói việc đàm phán vào thời điểm này đã không còn là sự quan tâm của moscow nỗ lực cuối cùng của ukraine để thuyết phục mỹ cởi trói Ukraine đã xác định một số mục tiêu có giá trị cao mà họ có thể nhắm tới bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Kiev hy vọng danh sách này sẽ giúp họ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định. Nỗ lực cuối cùng của Ukraine Theo Politico, giới chức Ukraine chuẩn bị gửi cho các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội của Kiev có thể tấn công, nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp. Ukraine đang sử dụng danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Các hạn chế của Mỹ và phương Tây khiến Ukraine cảm thấy họ đang phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Mặc dù trước đây Ukraine từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là có điều chỉnh và bổ sung nhiều hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov và cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky Ông Andriy Yedmak sẽ tới Washington trong tuần này và trình danh sách nói trên lên chính quyền Mỹ. Từ nhiều tháng qua, Mỹ nói rằng việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ không tạo ra khác biệt về mặt chiến lược trong cuộc xung đột hiện nay vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng nhất, bao gồm cả máy bay tới các khu vực cách xa biên giới và nằm ngoài tầm tấn công. Dù vậy, Ukraine đã xác định được một số mục tiêu có giá trị cao mà họ có thể nhắm tới bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Kiev hy vọng danh sách này sẽ giúp họ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định. Không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí đối với Ukraine, trong khi phía Nga lại không phải chịu những hạn chế như vậy. Bên phòng thủ không nên phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào về vũ khí, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 26 tháng 8. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận về thông tin trên. Chuyến thăm của ông Umerov và ông Yevmak diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở tỉnh Kursk của Nga trong khi vẫn đang phải hứng chịu hậu quả đòn tập kích tên lửa quy mô lớn của Moscow vào lưới điện của nước này. Các quan chức Ukraine từ lâu đã vận động chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp để quân đội của Kiev có thể dễ dàng tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga và đẩy lực lượng Nga khỏi biên giới. Trong khi đó, ngay từ khi xung đột mới bắt đầu bùng phát, Washington đã nói rằng họ lo ngại việc dỡ bỏ hạn chế có thể khiến Nga tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào Ukraine. Lý do Mỹ chưa thay đổi chính sách Chính quyền Biden gần đây nhấn mạnh việc dỡ bỏ hạn chế không mang lại nhiều lợi thế chiến thuật vì Nga đang di chuyển các tài sản chiến lược ra khỏi tầm bắn. Washington cũng cho rằng Ukraine không có đủ tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu có giá trị cao bên trong lãnh thổ Nga. Kyiv đã sử dụng nhiều tên lửa ATACMS trong các cuộc tấn công vào Crimea và đã đạt được những kết quả nhất định. Trong khi đó, Mỹ chỉ có số lượng hạn chế tên lửa ATACMS trong kho dự trữ mà họ có thể để gửi đến Ukraine. Các quan chức và nhà lập pháp Ukraine nhấn mạnh việc dỡ bỏ mọi hạn chế là rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuyên bố rằng điều này sẽ mang lại cho quân đội của Kyiv nhiều quyền tự quyết hơn để đưa cuộc xung tới lãnh thổ Nga Nga ở bên kia biên giới. Không rõ chính xác khi nào ông Umerov và IS e. Max sẽ đến Washington hoặc họ sẽ có những cuộc họp nào khi có mặt ở Mỹ. Trong những chuyến đi trước đó, các quan chức Ukraine đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin. Trong một cuộc họp báo ngày 26 tháng 8, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết không có thay đổi nào đối với chính sách của Mỹ liên quan đến vũ khí tầm xa. Đây không phải là mong muốn mới của Tổng thống Zelensky. Như tôi đã nói rất nhiều lần, Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện với các đối tác Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật, ông Kirby nói. Theo một số nhà lập pháp và quan chức Ukraine, đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức chính quyền Biden đang cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế trong những ngày tới. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ cho biết chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách hay không. Theo một quan chức giấu tên, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Biden đã có cuộc điện đàm hôm 23 tháng 8, nhưng không thảo luận cụ thể về yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đề nghị Mỹ gửi thêm vũ khí tầm xa. Phía Kiev cũng nói về những bước tiến của Nga ở Pokrovsk và chiến lược của Ukraine nhằm chống lại Moscow ở mặt trận này trong khi tiếp tục tìm cách tiến lên ở Kursk. Sau cuộc gọi, Tổng thống Biden đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Cùng ngày, Mỹ công bố một loạt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga. Các quan chức Ukraine và Mỹ cũng đang thảo luận về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9 tới.